Chương 20. Nhưng rồi cuối cùng, sau khi đã đi qua bao nhiêu đụn cát, đá và tuyết, hoàng tử bé cũng tìm thấy một con đường, mà mọi con đường đều dẫn đến với con người. "Xin chào," hoàng tử bé nói. Đó là một vườn hồng nở rộ. "Xin chào," những bông hoa trả lời. Hoàng tử bé ngắm những bông hoa, tất cả đều giống với bông hoa của cậu. "Các bạn là ai thế?" hoàng tử bé hỏi đầy kinh ngạc. "Chúng mình là những bông hoa hồng," những bông hoa trả lời. "A," hoàng tử bé kêu lên, và cậu cảm thấy thật đau khổ. Bông hoa của cậu đã kể rằng cô ấy là duy nhất trong vũ trụ này, mà ở đây thì có tới 5.000 bông hoa giống hệt cô ấy, mà mới chỉ là trong một khu vườn nhỏ. Nếu nhìn thấy cảnh này, chắc cô ấy sẽ ngượng lắm ấy, hoàng tử bé tự nhủ. Cô ấy sẽ ho rũ rượi và giả chết để thoát khỏi cảnh này. Mình sẽ phải tỏ ra quan tâm đến cô ấy, nếu không, để làm mình cũng phải xấu hổ. Cô ấy dám chết thật chứ chẳng chơi. Rồi cậu lại tự nhủ, mình đã tưởng là mình giàu có lắm với một bông hoa vô song, trong khi thực ra mình chỉ có một bông hoa hết sức bình thường và thêm vào 3 quả núi lửa cao đến đầu gối mà có lẽ một trong số đó đã tắt ngóm vĩnh viễn nữa. Chúng chẳng thể làm cho mình thành một hoàng tử vĩ đại lắm. Và rồi, nghiêng mình trong đám cỏ, cậu khóc.